Em xin được chào mừng tất cả các bác cô chú anh chị yêu Lan trên toàn quốc ạ. Hôm nay em chia sẻ tới các bác một số giờ Lan rừng thuần trên live show trên em nhé. Và mã đầu tiên luôn là một mã dán hương tam bảo sắc này. Đây là mặt hoa các bác nhé, mời các bác ngắm mặt hoa này. Mặt hoa thì màu tím trắng rất là xinh luôn. Tam bảo sắc này là mã số 10 có giá là 150.000 đồng. 150.000 đồng cho mã số 10 được thuần trên gốc cây cổ quả các bác nhé. Tam bảo sắc thuần trên gốc cây cổ quả này. Cái dòng này hoa của nó rất là thơm các bác ạ. Nếu như bác nào chưa có các bác sưu tầm đi. Với hoa rất là thơm luôn. Hoa này thì sắp tàn rồi. Các bác ngắm hoa trên video giúp em. Để sau đó về các bác trang các bác chơi hoa mùa sau nhá. Mã số 10 150.000. Okay. Em qua mã tiếp theo. Đấy và con trên bảng là bộ bằng cái khăn váy của người Mông như này các bác ạ. 80.000 cho mã số 4 ạ. 80.000 cho mã số 4 các bác nhá. Tam bảo sắc, dáng hương tam bảo sắc. Đấy. Thân lá đây rất là đẹp các bác nhá. Nhỏ nhỏ xinh xinh các bác có thể ghép đơn hoặc là một đơn này em cũng gửi cho các bác nhá. Mã số 4 có giá là 80.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là một chậu đùi gà tròn các bác nhá, một chậu đùi gà tròn này. Đùi gà tròn này thì hoa của nó màu tím trắng rất là xinh các bác nhá. Chậu này thuần trên một cái chậu nhựa. Đấy. Giò này thuần trên chậu nhựa và có rất là nhiều thân các bác có thể nhìn thấy đây. Toàn bộ những cái thân này đều là thân trong hoa trong mùa hoa tới các bác nhá. Còn có ở kia luôn các bác về cắt làm thêm giò mới cho em. Mã số 6 có giá là 250.000 đồng. Đấy. Rất là rẻ thôi. 250.000 các bác có một chậu đùi gà như này nhá. Này, bung ra cho các bác xem nào. 250.000 cho mã số 6. Đùi gà tròn các bác nhá. Tiếp tục. Em lên các bác hai cái chậu lan giả hạc Pháp. Đây là cái dòng thân thòng, hoa của nó màu tím rất là đẹp. 200.000 đồng cái mã số 11 các bác nhá. Đấy. Đây là cái dòng lan các bác có thể có Google giúp em. Hoa lan giả hạc Pháp. Mặt hoa rất là sai, màu tím rất là đẹp các bác nhá. Mã số 11 này có giá là 200.000 đồng. Đấy, hàng nhà em chưa có bao gồm phí cước vận chuyển các bác nhá. Các bác nhận hàng vui lòng thanh toán cước thêm giúp nhà em. Nhà em không bao ship ạ. Mã số 11 có giá là 200.000 đồng. Đấy, giá rất là rẻ rồi. Mã số 5 200.000 đồng. Đấy, toàn bộ những cái thân này đều là thân trong hoa hết các bác ạ. Giờ là thân trong hoa hết này. Đấy, dòng thân thòng. Mã số 5 có giá là 200.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là một chậu kiều trắng các bác nhá. Một chậu kiều trắng hàng va này. Đang có nụ rất là nhiều luôn. Em đến xem nào, cái nhỏ nhỏ này đang có hai nụ này, to này một nụ nhú rồi một nụ đang chuẩn bị sưng này, 1, 2, 3, 4 trong khoảng 5, 6 nụ liền các bác nhá, 5, 6 nụ liền nhá. Đây là mã số 9 có giá là 300.000 đồng. Đấy. Bác nào đã có kiều vàng kiều tím nào mà chưa kiều trắng này các bác sưu tầm giúp ủng hộ nhà em nhá, cho đủ bộ sưu tập kiều nhà mình các bác nhá. Mai của nó màu trắng rất là đẹp luôn. Mã số 9 có giá là 300.000 đồng. Em qua mã tiếp theo là mã số 8 hoàng hậu xanh 200.000 đồng. Bác nào yêu thích mặt hoa màu xanh nhá, một chậu lan hoàng hậu xanh đang có rất nhiều mầm gốc này, 200.000 đồng cho mã số 8. Đấy, củ rất là mập luôn. 200.000 đồng cho một chậu hoàng hậu xanh mã số 8 các bác nhá. Mã tiếp theo là mã số 12. Mã số 12 hoàng hậu xanh có giá là 200.000. Đấy. 200.000 đồng cho mã số 12. Đấy. Củ thân lá rất là đẹp luôn các bác nhá. Củ rất là mập luôn. Mã số 12 có giá là 200.000 đồng. Tiếp theo thì em có một cái giò trồn các bác ạ, một giò đuôi trồn này. Đây là mặt hoa nhé các bác, mặt hoa chúc em. Mặt hoa này thì sắp tàn rồi các bác ạ, mặt hoa này sắp tàn rồi. Mặt hoa rất là xinh luôn. Đấy, màu tím như này rất là đẹp này. Giò này được thuần trên là dớn các bác nhá. 1, 2, 3, 4, 5, gồm có 5, 6, 7 cây gì đấy các bác nhá. Mã số 7, 150.000 đồng. Đấy, đuôi trồn đã thuần, đã hương đuôi trồn. Để có gì cho bác ngắm nữa. Có sẵn dây móc vừa về các bác chỉ treo nhá. Mã số 7, 150.000. Mã tiếp theo một giò này khá là đẹp các bác ạ. Đây anh em vừa mang xuống em. Mã số 1, 300.000 đồng. Mã số 1 có giá là 300.000 đồng. Đuôi trồn là thuần trên có thể là dớm nhá. Xung quanh như này. Đấy. Mặt hoa này sắp tàn rồi, rất là nhiều loài hoa luôn nhưng mà sắp tàn rồi. Các bác ngắm hoa trên video luôn. Trăn trâu dậy đông lắm bạn. Mã số 1, 300.000 đồng. Tiếp theo là một chậu đùi gà nhá, 200.000 đồng cho mã số 2. Bạn rẻ quá này, 200.000 đồng. 200.000 đồng cho mã số 2. Đây là đen đùi gà hay đen rô nhỉ? Đúng rồi, đen rô. Một chậu đen rô xuân các bác nhá. Đen rô xuân này. Mã số 2 có giá là 200.000 đồng. Đen rô xuân mã số 2, 200.000 đồng. Đây mình là đùi gà.
Đùi gà này là có cả nguyên bản và ghép các bác nhá. 280.000 đồng cho mã số 3. Đây, đây là đùi gà của Lai Châu mà không có tính trắng các bác nhá. 280.000 đồng cho mã số 3, được thuần ở trên khúc côn này. Một khúc côn nguyên bản và sau đó ghép thêm một số vàng. Đấy, vừa nguyên bản vừa ghép. Mã số 3 có giá là 280.000 đồng, có rất là nhiều thân luôn. Tuy nhiên là nó cũng chưa được mập lắm để các bác xăm giúp em. Đấy, mã số 3 280.000 đồng, đùi gà tròn các bác nhá. Tiếp theo mời các bác đến một siêu phẩm nhà em hay nhá. Đấy, anh đứng gần này cho các bác xem. Mày các bác thấy nó một vò dạng hương tam bảo sắc nhá. À, rất là sai luôn. Đây các bác nhìn này, một từ từ anh sẽ từ từ cho các bác ngắm từ từ thôi. Đấy. Hoa rất là sai, một cây này có tận hai ngoài bông hoa này. Các cây thì chậm chậm cho các bác xem. Thế còn ạ. Anh giờ đỉnh lên rời rồi, hạ thấp xuống. Đấy. Mã này chưa đến mã đúng không? Chưa. Bán cho các bác bao tiền rồi? Không không, mã không không rồi. Mã không số đi. Mã không số này là không không. Tôi bán cho bác 400.000 thôi nhá. 400.000 cho bác mã này, mã không số. Đấy, anh quay tròn đi. Cái này em không báo ship được bác nhá, ship cho bác đến nặng ngoài. Nặng siêu khéo phải mất 670.000 các bạn. Đấy, 400.000 đồng các bác có một giò tam bảo sắc mã không số nhá. Đấy, toàn cây đẹp xung quanh luôn. Các bác nhìn thấy to, người em đứng nó thập lỏng luôn. Đấy, mã không số 400.000 đồng. Tiếp theo thì em vừa giới thiệu cái sản phẩm mật ong rừng trên em cho các bác nhé. Bác nào chưa đáng mật ong khoái rừng trên em thì ăn thử 1 lít ủng hộ nhà em nhé. 350.000 đồng trên 1 lít mật ong khoái rừng này. Em bao thơm, bao ngon, bao chuẩn chỉnh cho các bác. Không chuẩn em không lấy tiền các bác nhé. Mật ong rừng thơm ngon các bác có thể làm thuốc được nhé. 350.000 đồng cho 1 lít em đóng đầy chai luôn cho các bác. Và hôm nay em có một tổ này, mấy cân anh ơi? 5 cân tròn. Tổ 5 cân các bác nhé, một tổ ong khoái rừng 5 cân. Đấy, nguyên miếng xác, mật và ngơ muôn vừa về rừng hôm nay các bác nhé. Có video đi rừng lấy cái tổ này luôn. Các bác có thể xem. Kết nối Zalo với em gửi video cho các bác xem nhé. Tổ này 5 cân, 1 triệu bao ship cho các bác tổ mật ong này nhé. Lan thì không ship đâu, bác còn lấy mật ong thì em bao ship cho các bác. Đấy, 5 cân này là 1 triệu bao ship này. Mật ong rừng cũng kết thúc video của nhà ngày hôm nay nhé. Các bác trong quá trình xem Lan muốn mua Lan ủng hộ nhà em thì có thể kết nối Zalo với em. Nhắn cho em cái tin địa chỉ và số điện thoại các bác nhé. Qua Zalo của em là 0836073218. Đây cũng là số điện thoại chốt đơn của em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và ủng hộ nhà em. Xin chào các bác.